Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài và kể từ ngày hôm nay, thời tiết dần tốt lên, mưa giảm, nắng nóng quay trở lại. Xu hướng thời tiết này dự báo còn kéo dài đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 34 độ. Điều kiện thời tiết như vậy cũng xem như khá thuận lợi để người dân đi lại, về quê hoặc đi đến các địa điểm du lịch nghỉ lễ. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ ngày hôm nay trong khoảng 33 đến 34 độ, tăng 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 65 đến 77%, mật độ mây trung bình từ 53 đến 64%. Sang những ngày tiếp, thời tiết ở Hà Nội có độ ẩm cao, nhiều mây và có mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng so với ngày hôm trước. Trong khi đó, thời tiết tại Trung Bộ nhiều nơi vẫn duy trì nắng nóng, tập trung tại Hà Tĩnh tới Phú Yên với nhiệt độ 35 đến 37 độ. Cần chú ý tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25 đến 30 tháng 8, nhiệt độ cao nhất có nơi 34 độ, trời không mưa. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thì nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất là 35 độ C, trời ít mây, thời tiết chuyển nắng nóng. Theo khuyến cáo, người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các địa điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng, chống nóng nhằm đảm bảo sức khỏe. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông tăng lên về chiều tối xảy ra trên diện rộng từ ngày hôm nay cho đến ngày 1 tháng 9. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, đề phòng mưa to gây ra ngập úng đô thị và rông sét nguy hiểm. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét, có lúc trên 2 mét trong mưa dông. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, sau đợt mưa to kéo dài, nhiều nơi ở miền Bắc lượng mưa đã bắt đầu giảm dần. Dự báo tháng 9 tới, đợt không khí lạnh tràn về, tâm điểm lạnh nhất sẽ ở khu vực nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc, tức từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ tháng 9 đến tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11, dự báo nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng từ 5 đến 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Cũng theo ông Lâm, xu thế mưa, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng chú ý, mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mưa lớn tập trung chính vào tháng 10, tháng 11 năm 2024. Mưa dồn dập có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng nửa cuối tháng 12 năm 2024. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 1, tháng 2 năm 2025 có thể xuất hiện mưa trái mùa. Thưa quý vị, dự báo về thời tiết miền Bắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tương đối thuận lợi để người dân có thể đi lại vui chơi giải trí. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại có xu hướng tăng mưa dần. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực miền Bắc đang có xu hướng tốt lên, mưa giảm và nắng quay trở lại. Xu hướng thời tiết này dự báo còn kéo dài đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội tạnh giáo, trời có mây, không mưa trong các ngày từ 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 27 đến 33 độ C, thuận lợi để người dân đi lại, về quê hoặc đến các địa điểm du lịch nghỉ lễ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, trong các ngày từ 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, trời có mây, không mưa. Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Với tình hình thời tiết này, người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng, chống nóng nhằm đảm bảo sức khỏe. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang có xu hướng tăng mưa dần khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trời có mưa dông diện rộng, thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Cảnh báo có nơi mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan là lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên khoảng từ 28 đến 31 độ C, còn Nam Bộ từ 31 đến 34 độ C. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, trận lũ quét và lở đất trên khắp Thái Lan mới đây đã khiến cho 22 người thiệt mạng và 19 người bị thương và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân ở nước này.
Tại Thái Lan, các vụ lở đất trên khắp tỉnh đảo Phuket ở miền nam nước này do mưa lớn đã khiến nhiều người thương vong và làm hư hại nhiều ngôi nhà. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ lở đất lớn xảy ra tại xã Karon, chôn vùi nhiều tài sản, trong đó có một biệt thự và khu lều trại của công nhân nhập cư. Ông Srattha Thongkam, Phó tỉnh trưởng Phuket cho biết, một trung tâm chỉ huy và địa điểm sơ tán đã được thành lập phía sau chùa Wat Kata ở gần đó, và ít nhất 25 người thuộc 5 hộ gia đình đã được sơ tán. Giới chức địa phương cho biết thêm, mưa nhỏ vẫn tiếp diễn, nhưng nước đã rút phần lớn ở các khu dân cư và nhiều tuyến đường. Tuy vậy, một số khu vực vẫn được tuyên bố là vùng thảm họa để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ. Người phát ngôn của chính phủ, bà Chai Sure Taisaranakul, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thời tiết, các điểm du lịch và khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ lụt hoặc lở đất. Bà kêu gọi du khách tránh các khu vực có nguy cơ cao và tuân theo các hướng dẫn an toàn. Ngoài Phuket, một số tỉnh miền Bắc Thái Lan cũng đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính phủ đảm bảo vẫn kiểm soát được tình hình và cố gắng không để lũ lụt ở miền Bắc ảnh hưởng đến thủ đô Bangkok và các tỉnh hạ lưu khác. Chính quyền thủ đô Bangkok, BMA, đang theo dõi sát sao mực nước và phân phát bao cát cho các khu dân cư dễ bị ngập lụt trong thành phố. Một quan chức của BMA cho biết, thủ đô Bangkok sẽ hứng chịu nhiều mưa và nước lũ chảy về từ phía Bắc hơn trong 2 tháng tới. Thưa quý vị, khối không khí lạnh bất thường đã tràn xuống từ vịnh Alaska đã khiến cho tuyết phủ trắng các ngọn núi ở California và vùng Tây Bắc của nước Mỹ vào ngay giữa mùa hè. Đây cũng là một hiện tượng hiếm hoi lần đầu tiên xảy ra trong 20 năm tại nước Mỹ. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, NWS, một số đoạn đường cao tốc 89 đi qua Công viên Quốc gia Núi Lửa Lassen ở California đã bị đóng cửa sau khi tuyết bất ngờ rơi dày ở khu vực này. Những bức ảnh do NWS và chính quyền địa phương đăng tải cho thấy đỉnh núi Rainier ở Washington bị tuyết phủ trắng giữa mùa hè. Tuyết cũng rơi tại một số khu vực ở phía đông nam Công viên Quốc gia Yosemite ở Sierra Nevada, California. Báo cáo của NWS cho biết, hình thái thời tiết bất thường trên là do luồng không khí lạnh tràn xuống từ vịnh Alaska đã làm gián đoạn mùa hè khu vực dọc bờ Tây nước Mỹ, khiến tuyết phủ trắng các ngọn núi ở California và vùng Tây Bắc. Phó cảnh sát trưởng quận Madera, Larry Rick cho biết, tuyết rơi ở Minaret Vista giữa tháng 8 là hiện tượng lạ và không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy được điều này. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Madera đã đăng video lên Facebook về cảnh tuyết rơi mùa hè, đồng thời cảnh báo du khách chú ý an toàn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay, đây là lần đầu tiên tuyết rơi trong tháng 8 ở Yosemite trong ít nhất 20 năm. Tuyết cũng phủ kín các khu nghỉ dưỡng trên núi Mammoth và Palisades Tahoe. Tuy nhiên, NWS cảnh báo, người đi bộ đường dài và cắm trại ở Mammoth chú ý đường trơn trượt do băng tuyết. Mặc dù thời tiết thay đổi kèm theo mưa, nhưng NWS vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ cháy rừng do gió giật khi không khí lạnh tràn qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ, mới đây một trận động đất lớn đã xảy ra miền nam Panama. Trận động đất có độ lớn chấn tiêu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 7,41 độ vĩ Bắc và 82,33 độ kinh Tây. Trưa ngày 26 tháng 8, theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra ở miền nam Panama. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 7,41 độ vĩ Bắc và 82,33 độ kinh Tây. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trong lịch sử, Panama từng hứng chịu nhiều trận động đất mạnh. Năm 1991, trận động đất có độ lớn 7,4 ở khu vực miền Bắc nước này đã khiến 23 người thiệt mạng và 500 người bị thương. Năm 2003, trận động đất có độ lớn 6,7 làm 2 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày mới làm việc vui vẻ và an lành.